Sau đây là kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 4 tháng 9 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7, 8. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7, 5, 7. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4542, 4527, 1162. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 1877. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 83233, 65291, 05525, 44527, 72102, 78681, 93476. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 35873, 49759. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 21051. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 71606. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 2, 3, 3, 5, 5, 6. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 2, 3, 3, 5, 5, 6.